Huynh Lương Thần, cái gọi là của đi người ăn vui, tiền mất chúng ta còn có thể kiếm lại được. Lương Thần Huynh, Huynh bị mất bao nhiêu ngân lượng vậy? Hơn 50 lượng à, nhiều tiền đó. Đúng vậy. Nè, chúng ta dùng trà thay rượu. Mọi người hãy mời Lương Thần Huynh để cho Huynh ấy bớt sợ đi. Mời Huynh à, mời. Của đã mất rồi thì không nên lo lắng nhiều như vậy. Xin chào bà con. Hôm nay tôi sẽ giảng câu chuyện Thái Thuận nhà Quả Dâu nuôi mẹ trong nhị thập tứ hiếu. Thái Thuận người Hậu Hán, sớm mồ côi cha, hầu mẹ chí hiếu. Bây giờ có loạn Dương Mãn, mùa màng thất bát, dân chúng không có lương thực ăn. Thái Thuận trèo lên núi cao dốc đứng, nhặt lấy quả dâu làm thức ăn và đựng chúng trong hai cái giỏ. Một bữa nọ, không may gặp phải bọn phản quân Xích Bi. Chúng hỏi vì sao ông dùng hai cái giỏ đựng. Thái Thuận đáp: quả dâu chín có màu đen thì giữ lại để dành cho mẹ ăn, còn những quả dâu sống thì để lại mình ăn. Quân Xích Bi nghe xong, thương cảm lòng hiếu thuận của ông, liền đưa cho nhiều gạo, thịt khô và nhiều thức ăn khác để ông mang về nhà để bày tỏ lòng kính ngưỡng. Cho đó có bài tụng: dâu chín dân mẹ hiền, đói khóc lệ đầy đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Xích Bi biết hiếu thảo, tặng trâu gạo mang về. Cho nên nói, bất luận là kẻ thù hay là bè bạn, cũng đều phải khởi lòng cung kính đối với những người hiếu thảo. Diệu Tổ Huynh, Huynh Lâm An, sao hôm nay đến rỗi tới đây vậy? Đến để bái kiến chư công. Mời quý vị trong này. Được, mời mời. Huynh Lâm An, Huynh đang cầm cái gì vậy? Nhà Lương Thần Huynh bị bắt trộm rất nhiều ngân lượng. Diệu Tổ à, Huynh cũng quyên góp một chút ít đi. Được được được. Được được. Được, cảm ơn Huynh Diệu Tổ. Huynh Lâm An, có việc này tôi định hỏi Huynh một chút. Bạn học nhiều năm rồi, Huynh được cách sáu. Giang Sư xã này được thành lập hơn nửa năm rồi, tôi thấy hiệu quả của nó cũng rất là tốt. Có thể nói là rất tốt. Nửa năm trở lại đây có rất nhiều người mời chúng tôi viết hộ thư, còn nghe giảng nữa. Chúng tôi còn giúp rất nhiều trẻ bần cùng hiếu học có thể đọc sách như là một trẻ ở tư thục vậy đó. Thì ra là vậy. Đáng tiếc là không được dài lâu. Xin hỏi thêm một chút, có nhiều người cần giúp đỡ như vậy, việc chi tiền phải như thế nào đấy? Thì đương nhiên là các vị đồng học của chúng tôi phải có nghĩa vụ rồi. Giống như Huynh Quảng Văn đây, gia cảnh hơi khá thì quyên trợ nhiều một chút. Vậy còn những thu nhập khác thì sao? Lẽ nào lại quyên tặng nữa? Thỉnh thoảng có một vài trường hợp, nhưng mà cũng rất có hạn. Vậy thì biết làm sao để duy trì đấy? Bây giờ mỗi tháng huyện phủ cấp cho chúng tôi 3 lượng, nhưng có được 3 lượng bạc này nhiều lắm cũng đủ chi tiêu thôi. Tôi muốn được tham gia. Hả? Diệu Tổ Huynh à, sao bỗng nhiên Huynh lại có hứng thú vậy? Lúc xã đoàn của chúng tôi vừa mới thành lập, Huynh đã nói dù chết cũng không tham gia mà. Bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Nhất tâm hướng thiện, đương nhiên là chúng tôi hoan nghênh rồi. Nhưng mà còn một người muốn tham gia nữa. Còn một người nữa à? Chính là Phùng Quyền, bạn học của chúng ta đó. Phùng Quyền Huynh à, Huynh ấy cũng có ý định này sao? Đúng vậy, Huynh ấy cũng muốn làm chút việc thiện cho dân làng của chúng ta. Nhưng mà được rồi, hôm nay tôi giảng cho mọi người nghe tới đây. Nhưng mà sợ có một số người phản đối đó. Ông ấy một lòng hướng thiện mà. Họ của chúng tôi đối xử như nhau. Huynh Lâm An à, việc này tôi đã biết rồi mà, không cần phải nói nữa. Diệu Tổ Huynh, tôi tới giờ ra giảng rồi. Huynh Lương Thần. Huynh Diệu Tổ, tôi nghe nói nhà Huynh bị trộm phải không? Hôm nay tôi sẽ giảng cho các vị nghe một tài tử thi họa là Tô Đông Pha. Cuộc đời của ông ấy có thể hình dung qua 4 chữ: lưu lạc cùng khốn. Cứ 2-3 năm thì ông phải thay đổi chỗ ở một lần. Ngày ăn 300 quả giải, tùy duyên ngủ nghỉ. Đọc trọn bài phố Xích Bích của ông ấy, ta chỉ thấy một tâm trí phóng khoáng, không gợn mấy trần. Ông rất muốn thực hiện hoài bão của mình, nhưng mà đa tình bị vô tình phiền não. Trong phiền não, đau thương,
Vậy là nhìn thấu tất cả. Chân trời đâu cũng có cỏ thơm, bao nhiêu đau buồn, thê lương đâu có làm gì được ông. Kính thưa bà con, tôi vừa nhận được công văn khẩn cấp của gia huyện Thanh Xuyên đi bố chân sứ Tứ Xuyên ban ra. Tiếp theo đây Bảo Giáp sẽ tuyên đọc cho mọi người nghe. Tôi nghe nói có hơn 10 vạn dân bị nạn tai chạy trốn sang chỗ của chúng ta. 3 ngày trước tôi đã nghe dịch bệnh, không biết có lây truyền chưa. Tại sao lại nhanh như vậy chứ? Vùng đất dân quý xảy ra dịch bệnh lan tràn rất nghiêm trọng. Gần đây nó có xu hướng dương dài sang xuyên thục. Tình hình không ổn rồi. Tất cả dân chúng huyện ta,
Nam mô A Di Đà.